Hello, xin chào tất cả các anh em đam mê câu cá. Hôm nay em xin tiếp tục được giới thiệu tới các bác một mẫu mồi giá, mồi nhai hơi Hunter V4. Đây một mẫu nhai hơi mới ra đầu năm nay 2020. Hunter V4. Đây như trên tay em các bác là thấy, đây là chính là con nhái em muốn giới thiệu trong clip ngày hôm nay. Thì con này bây giờ hiện tại ra là bên shop em có 4 màu này. Màu xanh này, màu lâu này, lâu đỏ, màu xám và màu vàng. Con này là nhái Thái Lan nha các bác nha. Con này hiện tại đang rất hot. Ở thời điểm này là đang rất hot. Đây thì em đã tháo hộp ra đây. Con này thì rất nhiều anh em đi câu rồi. Các clip test thì rất là nhạy. Thì em nghĩ là con này nó nhạy là đúng rồi, bởi vì nó thích hợp với môi trường Việt Nam. Từ cân nặng với số gam với cả chiều dài cái thứ này em thấy nó hợp. 3.7 cm. Một thìa này, thìa khá lớn. Đây quay chi tiết cho các bác thấy cái khớp lối của cái thìa này. Đấy. Làm rất là tỉ mỉ đấy. Đuôi thì inox. Thìa thì thìa inox. Đây còn lưỡi của nó đây. Rất là bén, em cầm này nó không cẩn thận nó vào tay ngay ạ. V4, Hunter V4. Đấy, thì hiện tại bên shop em đang bán 140.000 một con. Mẫu mới nhất hiện nay 2020. Thì bác nào yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Con này con lua rất là nhạy. Lua cá lóc. Đường nét cái thứ trông rất là ngầu. Con này em nhìn rất là ngầu. Cái còn cái này bằng cao su nha các bác nha. Có 4 màu này. Xám này, vàng, lâu đỏ, xanh. Con này có thể các bác gọi là xanh dạ quang cũng được, còn gọi màu vàng đi cho nó dễ. Thì bác nào lấy thì cứ thích màu nào thì cứ nói với em. 140.000 một con. Phí ship là 40.000. Đấy. Cái này em không free ship nhá. Các bác lấy hai con em cũng không free ship được, bởi vì lãi rất là thấp. Thì anh em thông cảm. Anh em ở gần thì có thể đến 37 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để xem trực tiếp. Ưng thì lấy, không ưng thì thôi, không sao cả. Đấy, còn các bác ở xa thì phí ship là 40.000. Mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0985136786. Đấy. Đây còn quy cách đóng hộp của nó đây. Made in Thailand. Bụng thì có dấu V4 luôn. Đây móc này. Thìa và lưỡi. Mẫu này mới ra rồi, hiện tại là rất hot. Chiều dài của nó đây thì nó có ghi ở trên luôn là 3 chiều dài luôn.
3.7 cm, nặng 8 g. Em đo thực, nhưng mà em cân thực tế thì nó rơi vào từ 7.5 g đến 8 g. Rồi, gam này, không gam này. Đấy, 7,6 gam này. Bảy thì 8 g này. Đấy, 7,4 g. Nó rơi vào từ 7,4-7,5 đến 8 g. Đấy, con này 7,5 này. Thì với cái kích thước này thì em nghĩ là hợp lý. Vì câu ở Việt Nam thì nếu mà để 5 cm thì nó to quá, phải những con lốc bông thôi. Còn với hiện tại thì cá to đâu còn nhiều đâu. Chỉ còn cá vừa vừa 1-2 kg thì với cái kích thước là 3.7 cm á, thì em nghĩ là nó hợp lý, nó như con V3 cũ á. Đấy, thì nó là rất là hợp lý. Và đây cân nặng thì từ 7.5 đến 8 g. Trên nhà sản xuất thì thông báo là 8 g ấy, nhưng mà em cân thực tế đây đấy thì như các bác vừa thấy nó rơi vào từ 7.5 g đến 8 g, thì em nghĩ là như thế là cũng hợp lý. Câu lóc, câu lùa bây giờ đâu có ai câu 10 g hơi nặng, mà cần bây giờ thì ngọn càng bé càng tốt, quăng càng thích. Ngọn cứng về ít chơi rồi, chơi ngọn mềm nhiều. Thì càng ngày kỹ thuật nó càng cao lên chứ nè. Rồi, video của em xin phép được kết thúc tại đây. Thì bác nào đấy muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0985136786. Thích lấy màu nào thì cứ nói em. Màu xám, màu vàng, màu lâu đỏ, màu xanh, cốm. 140.000 một con. Phí ship là 40.000 một con. Cái này em không bao ship nha, kể cả các bác lấy 2-3 con em cũng không bao ship. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.